Chứ là chủ lập biên bản đưa về ủy ban nhá. Ở đây xin lỗi không được ra ngoài nha. Cháu xin lỗi chú. Cháu xin lỗi cháu rồi. Cháu xin lỗi chú. Nhớ chưa? Yeah. Công an đang tuần tra gặp hai nhóc tì ra đường chơi, chỉ hỏi một câu mà đối tượng vội buông vũ khí. Mới đây, một video ngắn quay cuộc trò chuyện giữa công an xã Cát Văn, Thanh Chương, Nghệ An và hai em bé đạp xe ra đường chơi. Một đứa trong tay còn lăm lăm vũ khí đồ chơi đã gây chú ý trên mạng xã hội. Khi bị hỏi tại sao cấm ra khỏi nhà rồi mà em lại ra khỏi nhà, có bé lớn hơn cuống lên nói liếu cả lưỡi, để ý là bà gọi nên em chạy theo bà đi mua kẹo. Sau lúc bối rối ban đầu, cậu nhóc có vẻ bình tĩnh hơn, giọng vẫn run nhưng không khóc nhè. Nha, đây tài đang em mày đó rồi nhá. Tại vì tài em rồi, em kêu em rồi, em không gọi ba. Em nói kẹo xong rồi em đi dưới. Em nó biết cầm đó rồi nhá chưa? Dạ, em biết rồi. Chuyện thì 16 chính phủ Việt chưa? Dạ. Con nhà ai, đọc họ tên? Con nhà mời nhượng. Lúc này chú công an dắt em bé nhỏ gần anh, bắt nó nín khóc. Thằng bé bù lu bù loa, chú đừng có bắt con, đừng có bắt, cho con về nhà con đeo khẩu trang chứ. Cậu anh lúc này đã có hành động nhỏ nhưng rất đáng yêu là gạt em đứng về phía sau mình, tay vẫn giữ chặt xe đạp. Khi được hỏi có biết là ra đường phải đeo khẩu trang không, cậu anh nhanh nhẩu, dạ rồi, nãy chị kia chị bắt em không đeo, em đeo rồi, mà chị ấy quăng xuống em phải đi lấy. Chiến sĩ công an không truy cứu người chị đó là ai mà chốt một câu xanh rờn, giờ chú lập biên bản đưa về ủy ban nhé. Lúc này cậu anh méo máu, dạ không, em biết rồi. Còn cậu em thì vội vàng buông vũ khí, lấy nước mắt ra năn nỉ, chắp tay xin thôi chú à. Đừng đợi đừng có bắt con. Đừng có bắt. Đừng đợi rồi. Đừng có bắt đeo của cháu chứ. Đã biết cầm đeo khỏi nhà chứ. Rồi. Biết đeo hồ đạn chứ. Con đeo của cháu rồi. Con đeo của cháu. Em cứ chơi nợ chơi bạn, em không đeo, em đeo rồi. Tôi đâu quán phòng rồi, em phải đi lợi. Chứ là chủ lập biên bản đưa về ủy ban nhá. Ở đây xin lỗi không được ra ngoài nha. Cháu xin lỗi chú. Cháu xin lỗi cháu rồi. Cháu xin lỗi chú. Nhớ chưa? Biểu cảm dễ thương này của hai em bé có lẽ đã khiến cho chú công an không nhịn được cười thêm, vội bắt chúng xin lỗi, hứa không ra khỏi nhà. Anh cũng dặn hai đứa đi về luôn, đừng để chú dọa nữa, và nhớ là đeo khẩu trang. Cháu xin lỗi chú. Nhớ chưa? Đi về luôn, đừng để chủ trâu nào nghe nhá. Yeah. Đi về nha. Hành động cõng con thể hiện sự bảo vệ em nhỏ của cậu anh đã lọt vào mắt xanh của dân mạng. Dù hai đứa đều có lỗi nhưng người anh vẫn ra dáng bảo bọc em, thay vì chạy mất như một clip nổi tiếng mạng xã hội trước đó. Động thái buông gậy, năn nỉ chú công an của em nhỏ cũng gây cười hết sức. Con trẻ thơ ngây nhưng vẫn thành khẩn khai báo và biết hối lỗi. Có lẽ sau cú chạm mặt này, chúng sẽ không dám đi chơi rong nữa.